Một hương sốt, mến chào các bác. Các bác thấy bên tôi đã lên kệ những cái sản phẩm như là sưa đỏ này, vương mộc tử đàn. Thì hôm nay tiện thể có hai bác hỏi về cái sưa và vương mộc tử đàn này. Một bác là hỏi về hai cái thằng này, thì hai thằng này nó chất lượng nào nó chất lượng hơn, ok hơn, để các bác cái chọn một sợi. Vì là thấy là bên tôi làm video thì hai loại thì đều là ok cả, chưa biết chọn cái loại nào. Đó, câu hỏi thứ hai là làm sao để mình cái thằng sưa đỏ này là mình chọn được cái sợi mà ưng ý nhất và già nhất và phù hợp với số tiền 1,5 triệu đấy đổ về. Đó thì hai cái câu hỏi nó rất là chi tiết rõ ràng, thì hôm nay tôi sẽ trả lời cho các bác. Đầu tiên là chúng ta so sánh hai cái chất lượng thằng này nhé. Thì để mà nói về tình cảm ấy, tình cảm thì tôi thiên về thằng vương mộc tử đàn hơn. Đó, về mặt tình cảm nhé, là tôi có tình cảm với thằng vương mộc tử đàn này hơn, cho nên là tôi thì tôi chọn cái thằng vương mộc tử đàn này tôi đeo. Còn thằng xưa ấy, thằng xưa đó, nói về chủ quan thôi. Còn nói về khách quan thì hai cái thằng này, một là thằng sưa đỏ Quảng Bình, hai là thằng vương mộc tử đàn, thì hai cái thằng này chất gỗ của nó ngang nhau nhé các bác, chất gỗ ngang nhau, nhưng mà thằng xưa ấy thì nó sẽ có hương thơm dễ chịu và tốt hơn là thằng vương mộc tử đàn một chút các bác nhé. Thằng vương mộc tử đàn thì cái chất gỗ của nó rất là cứng, rất là chất lượng, và màu sắc của nó phù hợp với anh em là mà trầm tính này, thích những cái màu như kiểu tối tối đó, màu sậm. Còn các bác mà thiên về tình cảm thì các bác nên lựa chọn theo cái tình cảm sở thích của mình. Đấy là cái sở thích nhá, tôi không nói. Còn hai thằng này thì 1,9 1,10 à, các bác chọn mẫu nào cũng được. Các bác có tình cảm với mẫu nào thì các bác chọn mẫu đấy thôi. Chứ còn thực ra về chất gỗ này, về hương thơm này, rồi thì về... À thằng xưa nó có cái vân đẹp hơn nhá các bác. Đúng rồi, thằng xưa là nó có cái vân. Bác nào mà thích chơi vân đấy thì thằng xưa là cái lựa chọn gọi là hoàn hảo luôn. Vì nó được cả chất gỗ, được cả hương thơm và cả vân. Còn thằng vương mộc tử đàn nó không có vân. Đó là nó được hơn một cái tiêu chí là vân gỗ xưa nhá các bác. Thì các bác nào mà thích xưa ấy, các bác lựa chọn xưa. Những cái sản phẩm vân nó rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, vân gỗ cực kỳ đẹp, xoắn sụn nổi đẹp. Đó, và cái câu hỏi thứ hai là về cái thằng xưa này, làm sao lựa chọn được cái mẫu gỗ mà tốt nhất, già nhất, từ giá từ 1,5 triệu đổ về. Thì các bác, thứ nhất là các bác nên chọn gỗ sưa Bắc. Đó, gỗ sưa Bắc. Đây, gỗ sưa Bắc đây. Ví dụ anh này, anh ấy 75 cân đến 80 cân thì anh chọn 16 ni sưa Bắc. Giá của nó chỉ trong cái khoảng từ 1,5 triệu đổ về thôi. Là cái vòng chất gỗ già, màu sậm đẹp. Mà anh ấy thích màu đen đó. Thích màu nâu đen. Đó, mệnh mộc thì màu nâu đen thì nó phù hợp với thủy sinh mộc. Đó, và cái gỗ này thì bản chất của nó là mộc rồi, nó càng tốt cho anh ấy, mệnh của anh ấy hơn. Thì tôi tư vấn cho anh ấy vòng 16 ly cái màu nâu đen này. Đó, sứ Bắc. Giá của nó cũng khá là tốt trong cái tầm giá. Còn nếu mà để các bác mua sưa Quảng Bình ấy, mà màu sậm ấy, thì chỉ phù hợp với cái hàng vân thường thôi. Đây, cái hàng vân thường đây các bác này. Đó, thì giá của nó tốt, quay đầu 1,5 triệu quay đầu. Đó, còn những cái sản phẩm mà hàng chu sụn hay là hàng gốc già, hàng nũa, hàng chìm đen thì giá của nó sẽ cao hơn. Đó, các bác cứ nghiên cứu, các bác tham khảo những cái sản phẩm. Còn vương mộc tử đàn thì nó giá nó sẽ cao hơn thằng xưa nhé các bác. Vương mộc tử đàn Ấn Độ chìm nước là giá nó sẽ cao hơn thằng xưa đấy. Về giá trị thì thằng vương mộc tử đàn là nó sẽ hơn. Còn xưa thì phân khúc nó sẽ về kinh tế nó sẽ rẻ hơn được so với thằng vương mộc tử đàn. Đấy, thì tùy theo anh em điều kiện kinh tế như nào thì anh em sẽ lựa chọn những cái sản phẩm. Nếu mà anh em có điều kiện mà anh em có tình cảm với thằng vương mộc tử đàn này hơn thì các bác nên chọn vương mộc tử đàn nha. Đấy là một xét trên góc độ sở thích của anh em, và cũng điều kiện túi tiền nữa. Còn anh em là có sở thích nhưng mà điều kiện nó không cho phép thì mình lại phải từ từ thôi, phải từ từ lại, bình tĩnh lại. Khi nào có điều kiện thì mình lại sở hữu một sợi, chứ không nhất thiết là phải gấp, đúng không các bác? Đó, mình cứ dần dần mình tích
mình chơi. Những cái sản phẩm như này tôi cũng đang đeo một sợi 16 ni rất đẹp luôn, thơm. Nó thơm rất là nhẹ dịu và nó chất gỗ của nó gần như là vĩnh cửu luôn các bác. Va đập thoải mái luôn. Rất là chất lượng. Rồi các bác nào mà có nhu cầu hai cái sản phẩm này, Xưa và Vương Mộc Tử Đàn, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Hương Shop. Nên tôi sẽ tư vấn báo giá, ship hàng tận nơi, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhé các bác. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái clip sau nhé.